Ba xem kìa, chúng ta đi xem cái kia đi. Ảo thuật đúng không? Có cả bóng bay nữa. Đúng vậy. Đi mau. Xem con vui chưa? Đừng chen, đừng chen. Xin chào, xin chào. Nào bạn nhỏ, cho em nè. Kéo ra nha. Alo, Khúc Giang Hà. Anh nói cái gì? Anh là ai? Một rưỡi chiều mai, cửa Nam, chợ đường Hoa Viên. Ý là gì chứ? Nếu anh bắt tôi thì đừng có bơ đến chứng cứ nữa. Chứng cứ gì? 6 năm trước có người chết ở mỏ. Sao tôi phải tin anh? Có video. Vậy tại sao bây giờ mới nói? Mạnh Duyên Sinh muốn giết tôi. Nhớ kỹ, đi một mình. Nếu để tôi nhìn thấy có người khác thì đừng bơ nhìn thấy tôi nữa. Từ trung tâm cảnh sát 110 có người báo cảnh sát phát hiện ra khâu xã hội ở gần chợ đường Hoa Viên. Alo, khâu xã hội bị lộ rồi, giờ chúng tôi sẽ xuất phát đến chợ đường Hoa Viên bắt người. Khúc Giang Hà, đứng yên. Bên cạnh anh có cảnh sát. Đừng có chờ tôi đó. Giờ tôi phải làm sao? Giờ đi thẳng. Đừng nhìn lung tung. Giờ rẽ phải. Rẽ trái. Rẽ phải lối đi thứ hai. Tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống.
Giờ đứng lên. Quay trái. Thấy quán cơm chưa? Đi ra từ cửa sau quán cơm. Rác diệt, rác diệt. Rồi quy xe đang bị số. Thùng rác ngõ ô y.